Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo Công Thương. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Tiền Luân sinh năm 2001, Nguyễn Quang Lợi sinh năm 1998, Lê Duy sinh năm 1999, Lê Thị Phương Trâm sinh năm 1997 và Phan Thị Kim Xuyến sinh năm 1997 cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo công an quận 1, nhóm bị can này là chủ và nhân viên nhà hàng Nari, địa chỉ số 8A, xẹt E4, Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1. Theo báo VTC News đưa tin, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, anh DPG sinh năm 1971, ngụ quận Bình Thạnh, một mình đến nhà hàng Najiba uống bia. Khi đến nhà hàng, anh Dê được nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia karaoke với giá 40 đô la Mỹ một giờ. Sau đó anh được nhân viên hướng dẫn lên lầu 1 vào phòng hát. Khi vào phòng, Linh Thị Thanh Nguyệt đến cùng ngồi uống bia và trò chuyện, không ăn thức ăn. Một lúc sau, Nguyệt xuống kêu Lầu Tường Quyên và Lê Thị Huệ, nhân viên phục vụ, đi vào phòng và khui bia ra uống chung với anh Dê. Sau đó anh Dê đi vệ sinh vào thì phát hiện có quá nhiều vỏ lon bia nên nghi ngờ số bia mà nhóm nhân viên nữ này uống để anh Dê thanh toán nên mời nhóm nhân viên nữ ra khỏi phòng, chỉ để lại nguyệt. Đến 4 giờ cùng ngày, anh Dê yêu cầu tính tiền thì được nhân viên đưa hóa đơn hơn 10 triệu đồng, bao gồm nhiều dịch vụ mà anh Dê không sử dụng, khác với gói dịch vụ 40 đô la Mỹ một giờ được tư vấn ban đầu. Anh Dê không đồng ý thanh toán số tiền trên và yêu cầu đến công an để làm rõ. Thấy vậy, nhóm nhân viên nam nữ ở đây dùng nhiều lời lẽ chửi bới xúc phạm anh Dê và yêu cầu anh thanh toán xong mới được ra khỏi nhà hàng. Sau đó, Lê Thị Phương Trâm, chủ nhà hàng, đã giảm tiền còn 9,5 triệu đồng, nhưng anh Dê không đồng ý, yêu cầu báo công an và bỏ ra ngoài. Huệ liền kéo anh Dê vào trong nhà hàng đánh đập, buộc phải thanh toán tiền. Hai nam nhân viên Nguyễn Quang Lợi và Lê Duy đi vào nhà hàng, yêu cầu anh Dê thanh toán, nhưng anh vẫn không đồng ý. Lúc này Nguyễn Tiền Luân, nhân viên nhà hàng, nắm cổ áo đấm vào vùng mặt của anh Dê. Anh Dê đề nghị đến công an để giải quyết, thì một phụ nữ trong quán lớn tiếng lột đồ nó ra, quay phim lại đăng lên mạng cho nó biết. Nghe thế, Luân cùng lợi và duy khống chế và cởi hết quần áo của anh Dê để nhân viên nhà hàng quay video. Anh Dê còn bị huệ chửi và tát nhiều cái vào mặt, bị Luân đá vào người. Lợi mở cửa để Duy đẩy anh Dê trong tình trạng bị lột sạch quần áo ra đường và đóng cửa lại. Anh Dê hoảng hốt xin vào trong thì Lợi mới mở cửa cho vào. Tiếp đó, Luân tự ý mở ví lấy thẻ tín dụng visa của anh Dê rồi quẹt vào máy POS của nhà hàng thanh toán 9,5 triệu đồng. Sau khi quẹt thẻ thành công thì anh Dê mới lấy lại được quần áo để mặc. Lúc này, Phan Thị Kim Xuyến là quản lý nhà hàng yêu cầu phải ký tên và hóa đơn vừa quẹt, thanh toán nhưng anh không đồng ý thì bị nhóm Luân, Lợi, Duy, Trâm, Huệ, Xuyến tiếp tục gây sức ép yêu cầu phải ký hóa đơn quẹt thẻ trong vòng 5 phút, nếu không thanh toán sẽ không cho ra khỏi nhà hàng. Anh Dê đề nghị phải ra ngoài ký tên thì Luân, Lợi, Xuyến, Duy đưa đến chốt bảo vệ dân phố tại đầu hẻm 15B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Tại đây, sau khi buộc anh Dê ký vào các hóa đơn quẹt thẻ thì nhóm người trên mới cho anh đi về sau đó anh Dê đến công an phường Bến Nghé trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, cả nhóm đã khai nhận hành vi phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ thu thập được. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 1 xác định có đủ căn cứ, xác định Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Duy, Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến có hành vi cưỡng đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt các bị can trên để xử lý.